I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding it. Chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Thế Giới Đầu Da của Khương Phạm. Thì hôm nay tiếp tục là Khương Phạm sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị một cái sản phẩm, đó là một chiếc bao da điện thoại đựng những dòng điện thoại cổ xưa, đó là 2007. Thì Khương giới thiệu lên đây những cái sản phẩm này thôi. Còn ví dụ như anh chị nào có điện thoại bự hơn hay là những cái dòng sản phẩm khác thì bên Khương cũng sẽ làm theo yêu cầu của anh chị được luôn. Rồi thì Khương nói về cái chức năng mà để mình sử dụng được cái bao da đựng điện thoại giống như thế này. Thì mở đầu video cho Khương gửi lời chúc đến cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Và bây giờ Khương Phạm sẽ tiến hành vào review một cái chiếc sản phẩm là Khương mới sản xuất ra để cho cô chú anh chị mình chiêm ngưỡng anh chị nha. Và cô chú anh chị nào mình có nhu cầu đặt hàng theo yêu cầu, những cái sản phẩm mà cô chú anh chị thích cứ gửi hình ảnh cho Khương. Thì có số điện thoại Zalo ở trên màn hình, anh chị cứ kết bạn Zalo và gửi mẫu qua bên đây, Khương sẽ là thiết kế mẫu cho anh chị nha, thiết kế theo yêu cầu. Rồi, bây giờ Khương Phạm sẽ đi thẳng vào review chiếc sản phẩm này. Rồi, trước hết chiếc sản phẩm Khương cầm trên tay đây, nó kích thước nó rất là nhỏ gọn anh chị nha. Cọng dây mình kéo lên anh chị nha. Rồi, thì Khương sẽ nói với anh chị luôn cái bề ngang của chiếc ví này. Thì cái bề ngang của chiếc ví nhỏ này đó anh chị, nó chỉ là 70 thôi. Chỉ là 70. Và cái chiều cao mình tính từ cái tận đáy lên cho tới trên đầu thì nó sẽ được là 12.3. 12.3 anh chị nha. Thì nó tương đương với một chiếc điện thoại 2007 hoặc là 6003 thì mình có thể đựng được vô đây, nó rất là ok, rất là rộng rãi cho anh chị, mình đẩy rất là nhẹ nè. Và khi mình rút lên, mình rút cũng rất là nhẹ nè anh chị. Đó, mình không có cần phải thọc cái tay vô đây để mình móc lên, nó rất là cực. Mình thọc cái tay vô đây mình móc dẫn lên nhưng mà nó cực lắm anh chị. Đó, anh chị thấy không? Nó rất là ok, nhỏ gọn cho anh chị xài. Và đặc biệt hơn nữa, mình chỉ cần mình rút nhẹ nè. À, Khương chỉ cầm hai ngón tay này, Khương kẹp lại, Khương rút dẫn lên nè. Đó, anh chị nó thấy rất là nhẹ. Và mình cầm rất là thấy sang trọng anh chị nha. Nó rất là sang trọng. Đây anh chị thấy nó rất là sang trọng, nhỏ gọn. Và khi mình xài thì hiện tại bây giờ, tại vì Khương sản xuất những cái dòng mặt hàng giống như thế này, thì hiện tại là Khương thấy là anh chị là mình sử dụng những cái sản phẩm là cổ xưa lại rất là nhiều rồi, cho nên là Khương làm lại để những cái sản phẩm này để cho cô chú anh chị mình mua, mình sử dụng, hoặc là mình về mình bỏ điện thoại vô đây để mình bảo quản, mình cất lên trên tủ, trên kệ để mình bảo quản, nó làm kỷ niệm để đời con cháu đời sau này để người ta có thể vào tham khảo. Ừ, đây là cái điện thoại là cổ xưa ngày xưa nè, còn bây giờ là cái điện thoại cha bá nền không, đúng không anh chị? Và ở bên dưới này là cái sản phẩm là Khương cũng mới làm ra một cái lô da ngựa anh chị nha. Thì bây giờ là Khương sẽ báo giá luôn cái này cho anh chị đi, còn anh chị nào muốn thích những cái sản phẩm này, đây là những sản phẩm da ngựa Khương mới làm ra. Đây, sản phẩm da ngựa là Khương làm full da từ trong ra ngoài, và bên cạnh đây ở trong này có thêm một cái ngăn bí mật đó nha anh chị. Hôm nay là Khương quay cái cam gần anh chị nha, cho nên là mình xem rất là cận cảnh, rất là rõ đó, cho nên cái bóp ra dài thì anh chị mình xem sẽ không hết đó. Nhưng mà anh chị thấy ở đây là tất cả bằng da ngựa, Khương lót từ trong ra ngoài full da cho anh chị luôn, full da từ trong ra ngoài nha, không có giống như cái hàng ví chợ mà ngay chân cái đoạn này người ta phải dán thêm một miếng nha anh chị. Còn đây là Khương không dán nè, Khương full da cho anh chị luôn. Rồi, thì Khương sẽ báo giá ngay và liền luôn cái chiếc bao da điện thoại này. Thì Khương làm ra, Khương sản xuất ra để Khương bán bằng cái giá là luôn luôn lúc nào mà cái sản phẩm nào mà Khương làm ra, Khương sẽ đăng lên, Khương sale cái sản phẩm giá rẻ cho anh chị xài. Đó, để mình mua về, để mình cất giữ, lưu giữ lại những cái kỷ niệm, những cái chiếc sản phẩm mà thời xưa để mình làm kỷ niệm. Da, dòng da thì rất là xịn sò, anh chị cũng thấy đó, và anh chị xài hàng của Khương thì hiện tại là kênh của Khương đã được 700 người đăng ký rồi. Thì 700 người này thì ít nhất gì cũng đã có tầm khoảng là 350 tới 400 khách hàng đã từng xài sản phẩm của Khương. Rồi, thì bây giờ là Khương cũng nói với cô chú anh chị luôn là về cái giá của nó để cho nhanh gọn lẹ cho anh chị mình dễ suy nghĩ và để mình chọn cho mình một cái sản phẩm. Rồi, cái sản phẩm tương đương giống như thế này, hoặc là anh chị có làm cái sản phẩm nó hơi bự hơn xíu nữa nha. Chứ đừng có bự giống như cái điện thoại bây giờ thì giá nó không có giá mềm mà theo như là Khương đang sale. Thì hiện tại cái chiếc bao da điện thoại Khương đang cầm trên tay thì Khương sẽ sale cho anh chị là 10 cái đầu tiên. 10 cái đầu tiên mà anh chị em nào mình biết được cái video này trước, thì khi mà Khương đã bán được cái sản phẩm thứ 10 thì cái giá nó sẽ không còn như thế này nữa anh chị nha. Thì cái giá hiện tại là Khương đang sale cho anh chị là giá 130 ngàn.
130 ngàn trên một chiếc bao da điện thoại là full da từ trong ra ngoài giống như thế này. Full da cho anh chị nha, da lót từ trong ra ngoài hết, rất là chắc chắn, rất là bền. Thì anh chị mua về anh chị được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Nếu mà anh chị kiểm tra hàng không đúng da thật, anh chị cứ trả hàng về cho Khương. Anh chị được kiểm tra, được test hàng thoải mái anh chị nha. Đó, thì anh chị nào xài đồ da thì mình cầm trên tay giống như thế này thì anh chị sẽ biết được cái đồ da nó chất lượng giống như thế nào. Thì bây giờ là Khương sẽ báo giá cái này. Còn anh chị em nào mình muốn đặt những cái dòng da ngựa mà Khương đang làm ra một lô, nó chỉ có 5 cái thôi anh chị, có 5 cái da ngựa thôi. Tại vì cái da ngựa bây giờ nó rất là hiếm nha anh chị. Đó, bây giờ là cái da nó không còn nhiều, cho nên anh chị nào mình nhanh tay thì mình sẽ đem về những cái chiếc bóp da ngựa để mình xài nó chất lượng hơn. Đó, video đến đây thì Khương làm Khương tạm thời kết thúc anh chị nha. Thì hẹn anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Và bây giờ Khương xin kính chúc anh chị một lần nữa luôn luôn hạnh phúc bên gia đình, làm ăn phát tài phát đạt, thành công trong cuộc sống. Và bây giờ Khương xin thân ái và chào tạm biệt, hẹn lại video tiếp theo. Bye bye.